Quý thính giả thân mến, sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình đọc hồi ký trong lòng địch của Trần Trung Quân. Hồi ký của một cựu điệp viên Việt Nam Cộng Hòa đã nằm vùng tại cục R suốt 10 năm trời. Sự thực thì Cộng sản còn lưu manh gấp 10 bọn chúng, và rồi đây chúng sẽ chết hết, không còn đất chôn. Nếu vạn nhất Cộng sản thắng trong cái trận chiến tranh này, 028A rụt rè hỏi: "Thế tới lúc ấy bác và đảng có cái lệnh trao cho tôi công tác gì không?" "Đồng chí sẽ giữ chức thủ tướng chính phủ. Phong trào Phật giáo lớn mạnh bao nhiêu thì một thủ tướng xuất thân từ cái chốn thiền môn lại càng dễ ăn với lại quốc dân và dễ ăn nói với lại quốc tế bấy nhiêu, và cái việc thực hiện cách mạng lại càng dễ dàng hơn nữa. Xin đại tướng đồng chí minh xác lại lời hứa, bác định đề cử tôi làm thủ tướng chính phủ tương lai thật ư?" 028A run lên hỏi vặn lại Nguyễn Chí Thanh: "Đúng thế, đúng thế. Dạ, thế còn các đồng chí Thọ, Kiếm, Giàu, Phát thì sao?" "À, nhiệm vụ của các đồng chí đó chỉ là phát động hoàn thành cái công cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước mà thôi. Tên tuổi của những đồng chí ấy dính liền với lại chính trị. Đảng không có ý định đưa các đồng chí ấy vào trong chính quyền. Ủy ban Trung ương Đảng đã quyết định sau này để cho đồng chí lãnh đạo ở chính phủ miền Nam rồi đó. Đồng chí mặt ngoài là người không có đảng phái, lại là người tu hành chỉ biết lo cho hạnh phúc của nhân dân. Còn điều kiện nào tốt hơn nữa để mà ngoại quốc mau chóng nhìn nhận cái tân chính phủ miền Nam và các đảng phái, lực lượng phản động còn sót lại ở miền Nam mới không có quấy phá chứ?" Cuộc mặc cả như thế là xong. Thanh đưa mắt ra hiệu cho tôi, biết rằng hắn không có muốn tiếp 028A nữa. Tôi bèn tiến lên nhắc đại tướng về một cái hẹn khác. Gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Nguyễn Chí Thanh đuổi khéo 028A: "Đồng chí về thành, xin bảo trọng tấm thân. Trung ương rất kỳ vọng nơi đồng chí vào những ngày sắp tới đây." 028A chắp hai tay đưa lên ngang đầu, cúi rạp mình xuống chào Thanh và đi giật lùi ra cửa. Quả thật như Nguyễn Chí Thanh đã nói, tình thế đã chín mùi. Những vụ xuống đường không những xảy ra ngày một ngày hai nữa, mà sẽ là xảy ra liên tục ngày đêm. Dân chúng lúc ấy hầu như đã quên mất cái hiểm học Cộng sản đang rình mò ở ngay sát nách. Đi đâu cũng nghe người ta nói đến chính phủ Diệm đàn áp Phật giáo với những lời lẽ oán hận, căm thù. Cảnh sát, công an, mật vụ, an ninh đều bận tối tăm mặt mũi đối phó với những người dân mà lẽ ra họ phải bảo vệ để chống lại Cộng sản sát nhân. Những ngã xâm nhập thành phố bỏ ngỏ cho cán bộ Cộng sản tha hồ đột nhập, gây dựng cơ sở hạ tầng với súng ống, khí giới đủ loại để giết dân và đổ lỗi cho chính phủ Diệm. Đi đâu người ta cũng nghe thấy mùa pháp nạn, mà không ai ngờ rằng ba tiếng mùa pháp nạn lại do chính một tên Cộng sản vô thần chủ trương tiêu diệt tôn giáo để thực hiện chủ nghĩa duy vật là tên bạo tướng Nguyễn Chí Thanh tung ra. Đi đâu người ta cũng nghe thấy nói tới bảo vệ đạo pháp, tranh đấu cho tự do tín ngưỡng đến giọt máu cuối cùng, mà không ai ngờ rằng những kẻ lãnh đạo cuộc tranh đấu lại chính là những kẻ tử thù của tôn giáo, của đạo pháp. Thật mỉa mai, thật là khôi hài, và cũng thật là đau đớn cho đạo pháp và cho dân tộc. Gần 10 năm rồi còn gì, kể từ ngày Mỹ giúp đỡ Cộng sản chiếm đất miền Nam, sao không thấy các thầy và các đảng phái xuống đường nữa? Hay là chế độ Cộng sản tuyệt đối tự do, không cần bảo vệ mùa pháp nạn? Và nếu đúng thế thì chế độ Diệm và Việt Nam Cộng Hòa quả thật quá độc tài, nên Phật giáo sẵn sàng đổ máu lật đổ Việt Nam Cộng Hòa ư? Những oan trái và nghiệt ngã này, người Việt Nam chỉ còn biết kêu trời mà thôi. Vì kẻ lãnh đạo phong trào đấu tranh lúc ấy không ai khác hơn là Thích Đôn Hậu, một tên Cộng sản nằm vùng. Chính hắn là kẻ chủ mưu cuộc đấu tranh của Phật tử ở Huế xuống đường chống Ngô Đình Cẩn, lãnh chúa miền Trung. Chính hắn đã hạ lệnh cho Đỗ Tấn Hời, xuất thân thợ hớt tóc, em ruột của Đỗ Tấn Hân, bí thư huyện Ba Tri, chồng cũ của Nguyễn Thị Định, thảy ba trái lựu đạn MK2 vào đám đông Phật tử trước cửa đài phát thanh Huế để phát động cuộc đấu tranh đổ máu và bạo động. Theo đúng chính sách của Cộng sản, theo đúng chỉ thị của cục R, để khơi sâu thêm cái lòng căm thù của dân chúng đối với chính quyền. Tụ tập trước đài phát thanh Huế lúc ấy có tới trên dưới 10.000 người. Thực sự thì những người tới trước đài phát thanh
không hẳn hoàn toàn là những người chống đối chính phủ, mà phần lớn đã được rỉ tai đến đó để nghe truyền thanh trực tiếp buổi lễ Phật đản. Bọn cán bộ cộng sản theo một chiến thuật đã được định sẵn từ trước, có mặt ở khắp mọi nơi, đã đột ngột dùng cái loa phóng thanh đòi chính phủ phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và hô hào Phật tử sẵn sàng hy sinh tranh đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ đạo pháp. Giám đốc đài phát thanh Huế, ông Ngô Ganh, đã phát hoảng và không còn tự chủ được nữa trước cái cảnh ồn ào sôi động ấy. Y như Khâm Sai, Phan Kế Toại bị một số vài chục tên cộng sản dùng một chiến thuật tương tự đánh lừa mà lấy được Bắc Bộ Phủ ngon lành hồi tháng 8 năm 1945, khởi đầu cho cuộc cách mạng tháng 8 thành công. Trong khi chính đoàn công chức Hà Nội biểu tình bị hướng dẫn tới chiếm Bắc Bộ Phủ mà thực sự họ không hề hay biết trước, Ngô Ganh vội vã kêu điện thoại cầu cứu tòa tiền trưởng xin tới để mà bảo vệ đài phát thanh. Thiếu tá Đặng Sĩ, phó tiền trưởng Nội An kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu Thừa Thiên, liền huy động quân đội, lực lượng bảo an, cảnh sát dã chiến cùng với lại xe thiết giáp, xe cứu hỏa tới để mà bảo vệ đài. Nhưng những lực lượng này đã không lọt vào được bên trong cái lớp người trùng trùng điệp điệp, thành ra vô hình chung họ lại bị bao vây đám Phật tử. Số cán bộ Việt Cộng trà trộn trong đám đông thừa dịp bạo động, thiếu tá Đặng Sĩ dùng loa phóng thanh yêu cầu các Phật tử giữ trật tự và tuyệt đối không được vọng động. Ông cảnh cáo rằng binh sĩ đã được lệnh bắn vào những ai cố tình gây rối. Có lẽ trong thâm tâm, Đặng Sĩ chỉ muốn duy trì trật tự và an ninh cho thành phố Huế, và mục tiêu trước mắt là không để cho đám đông đập phá đài phát thanh, tài sản của chính phủ mà ông có nhiệm vụ phải bảo vệ. Không ngờ rằng hành động như vậy, ông đã rơi đúng cạm bẫy của cộng sản. Sau khi lệnh vừa ban ra, bọn cán bộ cộng sản đã thủ sẵn những cục đá lớn gạch và những khúc cây nhỏ, ném loạn xạ vào đám binh sĩ, miệng kích động đấu tranh và xô đẩy đám đông tiến tới. Xe cứu hỏa bèn được lệnh xịt nước vào đám đông để đẩy họ lùi lại và tìm cách giải tán họ. Càng hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn. Nhiều người yếu ớt bị dòng nước xịt mặn đã ngã xuống đường và bị những người khác chen lấn đạp lên mình, kêu la oai oái. Chính vào lúc ấy, bọn Việt Cộng đã tung lựu đạn, gây nên một cuộc hỗn chiến thật sự. Súng thi nhau nổ, những cán bộ Việt Cộng núp sau đám đông đã tấn công quân đội và bảo an, dùng dân làm cái bia đỡ đạn nên chỉ có dân chúng là ngã gục, mà chúng thì chẳng hề việc gì. Kết quả cuộc tàn sát ghê rợn này mở đầu cho mùa phát nạn của Nguyễn Chí Thanh, là 9 người chết và 14 người bị thương. Con số đã gây chấn động dư luận thế giới, làm cho chính phủ Diệm bị lung lay đến tận gốc rễ và làm cho dân chúng trong nước sùi sục oán thù. Nhưng con số ấy đã làm cho cộng sản thất vọng. Chúng dự trù ít ra cũng phải có vài trăm người chết mới thực sự là xôm trò. Không ngờ binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa lại có thể bình tĩnh đến độ trong cơn sôi động ấy, trong khi Việt Cộng tấn công núp sau lưng Phật tử, bắn tơi bời vào cũng không chịu giết hại người vô tội. Ngay ngày hôm sau, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ đã đánh điện qua Liên Hợp Quốc la làng cầu cứu, tố cáo chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã dùng xe tăng đàn áp tôn giáo, tàn sát tín đồ Phật giáo, mở cuộc thánh chiến để giành quyền độc tôn cho Thiên Chúa giáo. Nguyễn Hữu Thọ tố cáo rằng Đặng Sĩ theo đạo Thiên Chúa đã nhận lệnh trực tiếp của ông Ngô Đình Cẩn, và Cẩn đã nhận lệnh trực tiếp của anh ruột ở Sài Gòn là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Các ký giả ngoại quốc ham tin giật gân và vốn không có cảm tình với chính quyền mà họ cho là độc tài, gia đình trị và thối nát, đua nhau loan tin về vụ đàn áp Phật giáo đồ ở Huế theo những luận điệu thiên vị bất lương, làm cho chính quyền lúc bấy giờ há miệng mắc quai, không sao giải thích được nỗi oan khiên của mình và những thủ đoạn vận dụng tài tình của cộng sản. Đỗ Tấn Hời, tới năm 1967, đã được đảng Cộng sản đưa ra Bắc và cho đi Liên Xô theo học một thời gian. Khi trở về vẫn theo lệnh đảng, hắn cạo trọc đầu, mặc áo cà sa và trở thành thượng tọa Thích Minh Nguyệt. Hiện thời hắn là chủ tịch Hội Phật giáo yêu nước của Cộng sản Việt Nam, chuyên môn đóng trò xuyên tạc và phá đạo. Trước các tình trạng ấy, số phận của chính quyền Ngô Đình Diệm còn mỏng manh hơn là chỉ màn treo chuông. Không những bị Hoa Kỳ cắt viện trợ làm áp lực rất mạnh,
ông Diệm còn bị lũ tướng lãnh tham danh lợi, bất trung bất tín, nhận tiền của Hoa Kỳ lật đổ ông. Đám tướng lãnh mà ông đã cất nhắc từ chỗ vô danh tiểu tốt lên, mà coi như là con cháu trong nhà, như là các tướng Tôn Thất Đính, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, v.v. Tất nhiên, khi ông Diệm đổ rồi, phong trào Phật giáo lại càng lên mạnh như diều gặp gió. Đám Thích Đôn Hậu nổi như sóng cồn. Phật tử miền Trung kính nể hắn như một nhà tu đức độ, sẵn sàng hy sinh và đấu tranh vì đạo Pháp. Hắn nói gì Phật tử cũng nghe, bảo gì Phật tử cũng làm. Dưới tay hắn có đàn em Thích Trí Quang, tức cán bộ 028A, tiếp tay đắc lực. Và cố nhiên cả hai tên này tuyệt đối tuân lệnh của cục R sai bảo. Chính vì thế mà hắn đã xúi Phật tử khiêng bàn thờ Phật tổ ra đường để chặn đường tiến quân quân đội Việt Nam Cộng Hòa khi Việt Cộng tấn công tiêu diệt những lực lượng quốc gia ngoài tiền tuyến. Mặc dù biết là đồng đội đang mong chờ được tăng viện, mà binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng không dám khiêng bàn thờ ra khỏi đường đi hay là bước qua vì sợ mang tiếng đàn áp Phật giáo, đành để cho Việt Cộng tiêu diệt các đồng đội mà không làm gì được. Phật tử vì quá kính thục thầy mà không nhìn thấy những hành động khinh miệt đạo giáo của thầy là khiêng bàn thờ Phật, tượng Phật để bừa bãi trước động lý, chợ cá, đống rác hôi tanh. Chiến công cuối cùng của Thích Đôn Hậu là làm đồ lô, chấm tọa độ, hướng dẫn pháo binh Việt Cộng bắn tan nát thành phố Huế, mở đầu cho trận tấn công Thích Mậu Thân năm 1968. Đến khi mưu toan chiếm cố đô của Việt Cộng bị thất bại và Việt Cộng buộc phải rút lui, thì chính Thích Đôn Hậu đã nhẫn tâm đề nghị lập danh sách xử bắn và chôn sống tập thể hàng ngàn gia đình Phật tử, binh sĩ và thân hảo nhân sĩ ở Huế để bảo toàn bí mật cho đám cán bộ nằm vùng, mà vì quá tin tưởng ở chiến thắng đã lộ mặt ra công khai hoạt động. Ngày 8 tháng 2 năm 1968, chính tướng Chu Văn Tấn đã đưa Thích Đôn Hậu ra Hà Nội diện kiến Bắc Hồ và nhận lãnh huy chương tưởng thưởng thành tích giết người của hắn. Trong khi đó thì đàn em của Thích Đôn Hậu còn ở lại vùng quốc gia. 028A đưa tin cho báo Chánh Đạo, cơ quan ngôn luận của Phật giáo, là thượng tọa Thích Đôn Hậu đã bị bọn Việt Cộng bịt mắt dẫn đi mất tích. Ngày nay Thích Đôn Hậu đang giữ chức chủ tịch Phật giáo Thống Nhất Việt Nam. Nhưng nếu Thích Đôn Hậu là một tên cộng sản trung kiên và trung thành với Bác và Đảng của hắn, thì 028A lại chỉ muốn lợi dụng cộng sản để mưu chuyện tranh bá đồ vương. Khi Thích Trí Quang thấy tên tuổi của hắn được cả quốc tế biết tới và Phật tử bắt đầu sùng bái hắn còn hơn cả Đôn Hậu, ý tưởng phản lại Đảng bắt đầu manh nha trong óc hắn. Thích Trí Quang bắt đầu có những cử chỉ chống lại cục R. Có lẽ hắn tưởng rằng thật quả hắn đã có tài lãnh đạo và sẽ có thể làm lãnh tụ Phật giáo Việt Nam, đưa dắt tín đồ chống lại cả cộng sản để cướp chính quyền. Có lẽ có những lúc hắn mơ thấy hắn như là một thiền sư Vạn Hạnh ngày xưa, có thể khuynh đảo được thiên hạ. Nhưng ngày xưa sư Vạn Hạnh đưa công lý uẩn lập ra nhà lý và lên làm vua, chứ ngày nay hắn chỉ quyết chiếm lấy ngôi tổng thống về mình. Điều không may cho Thích Trí Quang là hắn đụng phải một thứ côn đồ lưu manh và tán tận lương tâm hơn hắn nhiều, đó là cộng sản. Ngay từ năm 1966, khi thấy Thích Trí Quang manh nha phản bội, Cao Văn Chim đã gửi mật thư cảnh cáo hắn không úp mở, nói rằng có hai đường, hắn phải chọn lấy một: hoặc là tiếp tục ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của cục R, hoặc là bị bầm xác ra từng mảnh để làm gương cho kẻ khác. Phạm Văn Bồng khiếp vía, chùn bước, từ đấy không dám ho hé phản Đảng nữa. Nhưng cũng từ đấy hắn đâm ra bất mãn, không còn hăng say hoạt động như xưa. Chính vì vậy mà khi cộng sản chiếm Sài Gòn rồi, Thích Trí Quang đã bị bỏ rơi, không hề được nhắc nhở tới, mặc dù hắn có công rất lớn với giải phóng trong công cuộc phá hoại chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ngăn chặn các cuộc hành quân để cho cộng sản tha hồ sát hại binh sĩ quốc gia trong các đồn bót bị cô lập. Tháng 7 năm 1976, không rõ nhận được tin bí mật gì mà Trần Văn Trà, lúc bấy giờ là chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn, ra định, đã ra lệnh bắt giam Thích Trí Quang và một số sư sãi khác ở chùa Ấn Quang. Nhưng 3 tuần lễ sau đó, cộng sản lại thay đổi chính sách.
Thích Chí Quang được đưa đi giam riêng ở một nơi khác, không cho ở chung với các sư sãi cùng bị bắt với hắn. Nơi giam mới này là cựu tư dinh của đề đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Trơn, trên đường Cường Đề. Đang từ một tên tù tội trước mắt dân chúng, Thích Chí Quang bỗng lại trở thành một nhà tu hành được ưu đãi, vì cứ mỗi thứ sáu trong tuần, nhóm công an mật vụ cộng sản mặc đồ thầy chùa lại trân trọng đưa xe tới rước thầy ra chùa Ấn Quang thuyết pháp. Thuyết pháp xong, mấy sư giả kia lại hộ tống thầy trở về tư dinh, không cho thầy tiếp xúc với một ai cả. Cộng sản tung ra dư luận cho rằng thầy Trí Quang đang trong giai đoạn tọa quang, nên ngoài những buổi thuyết pháp hàng tuần, thầy không thể tiếp ai trong lúc này. Cộng sản không thiếu gì mật vụ trà trộn trong dân chúng. Có lẽ chúng đã bắt mặt thấy sự phẫn nộ của dân chúng trước sự đàn áp tôn giáo trắng trợn, nên mới bày trò cho Thích Chí Quang đóng kịch như trên. Hoặc là chúng thấy Thích Chí Quang có chỗ sử dụng cho chúng sau này nên trở lại o béo hắn chăng. Dù sao đi nữa thì cá nhân Thích Chí Quang, tức Phạm Văn Bồng, một sớm một chiều lại sáng giá trở lại, tuy rằng thân phận hắn cũng chỉ là một tên tù bị giam lỏng. Trong các biệt thự sang trọng của Cường Đề, đề đốc Trần Văn Trơn đầy đủ tiện nghi bậc nhất, Thích Chí Quang ngày nay tuy có bị cô lập với thế giới bên ngoài nhưng sống thật sung sướng và hạnh phúc bên cạnh người vợ trẻ với hai đứa con. Vợ hắn là một nữ sinh có nhan sắc tên Lê Thị Lan, từng chăn đấu với Quách Thị Trang trước đây, nhưng nay lại rất an phận trước chủ trương tận diệt tôn giáo của chế độ cộng sản vô thần. Trở lại những ngày mà đại đa số dân chúng miền Nam Việt Nam và thế giới bên ngoài gọi là những ngày đấu tranh của Phật giáo chống độc tài, độc tôn. Một phong trào đấu tranh do cộng sản chủ mưu và điều động hoàn toàn. Trong số những cán bộ cục R đưa về Sài Gòn để tăng cường cho bọn cộng sản Nam Vùng cầm tay lái, bắn xe đấu tranh Phật giáo. Nhưng bọn chúng thường nói lúc bấy giờ có tôi. Tôi xâm nhập chung với lại toán B-33, đặt dưới quyền chỉ huy của Trần Bạch Đằng. Tên này bí danh là Chi Lăng, tên thật là Trương Văn Kính, chi đội trưởng đội văn công giải phóng, và Cao Văn Chiếm, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công khủng bố Sài Gòn Chợ Lớn. Cao Đăng Chiếm tên thật là Nguyễn Hữu Hườm, tức Sáu Hườm, danh vang danh khắc máu trong hàng ngũ Việt Cộng, giết người như giết chuột, quê quán ở Hóc Môn, Chợ Cầu. Hắn đã theo Bùi Thế Phiệt, Nguyễn Hữu Đức đi làm cách mạng chống Pháp. Ít học nhưng tính tình lì lợm, cứng đầu, nhất là du côn vô chừng. Bản chất của hắn là một thứ anh chị đứng bên xe. Năm 1944, hắn được Trần Văn Dầu kết nạp vào Đảng Cộng sản. Thực ra thì khi được kết nạp, hắn cũng chẳng hiểu Cộng sản là cái quái gì. Chỉ biết đấy là một tổ chức khá mạnh và hắn đang cần có một bè đảng mạnh bề thế để mà kéo vây kéo cánh. Vì sở trường của hắn là đâm thuê chém mướn nên hắn đã hoạt động rất đắc lực cho cộng sản. Năm 1947, theo lệnh Trần Văn Dầu, chính hắn đã cùng Đặng Vinh, cán bộ cộng sản, trung đoàn trưởng trung đoàn 104 hành kháng Nam Bộ, chặt đầu Đức Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, chết thê thảm tại một căn chòi nuôi vịt ở cách chợ Thiên Hộ 6 cây số thuộc quận Mộc Hóa, tỉnh Kiến Tường.